Sáng nay tại khu du lịch sinh thái Tràng An, Văn phòng UNESCO Hà Nội phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, Sở Du lịch Ninh Bình và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức lễ công bố đề án lượng giá, giá trị kinh tế của quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên duy nhất của Đông Nam Á, đã được UNESCO ghi danh vào năm 2014. Tới dự buổi lễ có ông Fermin Eduard Matoko, trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về ưu tiên châu Phi và quan hệ đối ngoại, đồng chí Trần Sông Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Jonathan Parker, trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội, cùng đại diện các văn phòng UNESCO tại các quốc gia, khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Đề án lượng giá giá trị kinh tế quần thể danh thắng Tràng An là một nghiên cứu tiếp nối các định hướng quản lý bảo tồn và khai thác bền vững di sản Tràng An, có ý nghĩa thực tiễn và giá trị kinh tế xã hội to lớn. Các chuyên gia, nhà khoa học sẽ nhận diện đánh giá chính xác giá trị kinh tế thương hiệu di sản thế giới của quần thể danh thắng Tràng An, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn trong công tác quản lý bảo tồn, phát huy giá trị di sản một cách bền vững, tăng cường nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, đồng thời giúp đưa ra các định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội bền vững, giải quyết vấn đề dân sinh, dân kế, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đặc biệt là thiết lập chiến lược hành động phát triển kinh tế di sản, kinh tế du lịch và kinh tế sáng tạo làm động lực quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Phát biểu tại lễ công bố, ông Fermin Eduard Matoko, trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về ưu tiên châu Phi và quan hệ đối ngoại khẳng định, sự thành công trong hơn một thập kỷ qua của Ninh Bình trong công tác quản lý bảo tồn di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An không chỉ nằm ở những giá trị kinh tế trước mắt mà còn ở việc gìn giữ được một kho báu văn hóa thiên nhiên vô giá cho các thế hệ mai sau. Đặc biệt là khẳng định vị thế của Tràng An xứng đáng là mô hình mẫu mực về kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên. Kết quả nghiên cứu định lượng của đề án này sẽ là cơ sở để xây dựng các chính sách, chiến lược, dự án trọng điểm nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh thương hiệu của quần thể di sản Tràng An một cách hiệu quả, bền vững và hài hòa hơn nữa, giúp cho các cơ quan quản lý và các bên liên quan đưa ra các sách lược và kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời tiếp tục cải thiện và đổi mới cách thức quản lý nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị và chuyển giao di sản cho các thế hệ tương lai theo đúng tinh thần Công ước Di sản Thế giới 1972. Lãnh đạo Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cũng nhấn mạnh, việc lượng giá giá trị kinh tế di sản nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giá trị di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An. Thông qua dự án này, làm sâu sắc các giá trị phức hợp của tổng thể di sản, gồm hệ sinh thái tự nhiên, giá trị lịch sử văn hóa, di sản định cư và giá trị lan tỏa thương hiệu. Kết quả đề án sẽ được công bố quốc tế về mặt khoa học và từ đó tạo cơ sở để UNESCO kết nối các tổ chức quốc tế có uy tín cùng công bố giá trị tổng thể của di sản theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Trước đó, trong chiều ngày 27 và sáng ngày 28 tháng 10, đoàn đại biểu UNESCO do ông Fermin Eduard Matoko, trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về ưu tiên châu Phi và quan hệ đối ngoại, làm trưởng đoàn, đã có chuyến tham quan trải nghiệm tại khu du lịch sinh thái Tràng An, cùng đi có lãnh đạo các văn phòng UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với những giá trị nổi bật về văn hóa thiên nhiên, Tràng An luôn là điểm đến lý tưởng hấp dẫn trong mắt du khách và bạn bè trong nước quốc tế, là hạt nhân tăng trưởng của nền kinh tế du lịch. Ghi nhận những nỗ lực của Ninh Bình trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị danh hiệu UNESCO gắn với phát triển du lịch bền vững ở Tràng An, các đại biểu bày tỏ sự vui mừng khi cộng đồng dân cư ở đây cũng luôn có ý thức và nâng cao trách nhiệm chung tay cùng chính quyền địa phương, doanh nghiệp để bảo vệ di sản, góp phần quan trọng nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị thế du lịch Ninh Bình nổi bật là thương hiệu top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất thế giới. Đặc biệt, sinh kế cho người dân sống trong vùng di sản cũng được nâng lên rõ rệt. Đoàn đại biểu cũng bày tỏ mong muốn trên cơ sở các định hướng phát triển bền vững, các đề án khoa học được liên kết triển khai, Ninh Bình tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị di sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển du lịch bền vững. Góp phần thực hiện tốt các yêu cầu khuyến nghị của UNESCO để bảo tồn, phát huy và trao truyền nguyên vẹn giá trị của di sản thế giới này cho thế hệ mai sau.